tím đúng không? Một cái Không lý do tím khác ở nữa. đây. Vậy 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 là đánh Đây như này, này cái này nó cháu tím, ngã tím tím mà như cái ai u này chị. À, tím. Không Hay là không kèo đấy hay là à? ngã? Không phải ạ. Thế là sao? Gầy à? Gầy à? Ai kể con có thể kể lại cho cô nghe, Bạn cho bà gầy nghe không à? như Bạn nào? nó gầy nào à? Bạn ủi con à? Hay là ai gầy vào con? Hả? À, cô đến sau đấy cô đánh đánh ở trên đây và đánh ở dưới đây ạ. Cô đánh lý do vì tại sao mà cô đánh con hư cái gì? À, có một bạn bảo là cái tóc kia nên cô đến người cô đánh con ạ. À, chắc là cô bạn kia bạn nói chuyện xong rồi bảo cái tóc cái này thì cái này dáng ấy nói là cô tưởng là nói tức chuyện gì tức là cô là đánh bạn cả ấy nói về hai tóc của bạn. con và con quay sang bạn thì là cô quay cô xuống cô đánh con chứ gì? Cô có bảo con giơ tay ra để cô đánh không hay là như thế nào? Như nào con nói rõ cô nghe. Lên ạ. Cô bảo giơ tay lên, thế con giơ tay lên là cô đánh con bằng cái gì? Gậy. Cái gậy hả? Nó to đến mức độ nào? Dám một cái thước Con thử tả xem là nó to là thước hay gậy nào. thế ra cái thước gõ bảng dài bằng đây giống như thước kẻ À, nó bằng gì, bằng chất liệu gì con có biết không? Không hả? Thế các bạn ở lớp thì có bạn nào bị đánh như con không? Ngày hôm chắc là nay có bạn nào bị đánh nữa không? Bạn nào con nhớ xem. Con có thể nói tên được không? Hồng Hồng Nhung ạ. Bạn Hồng Nhung bị đánh vào đâu con? Vừa nãy cháu nhìn nên cháu không biết đâu. À, tức là chỉ biết là bạn bị đánh thôi đúng không? Còn bạn nào hôm nay bị đánh nữa không? Nhiều bạn lắm. Nhiều bạn lắm. Con có thể nhớ khoảng bao nhiêu bạn không? Con học số đếm rồi con biết đúng không? Nha. Thế bạn ở bên cạnh con là bạn nào có bị đánh không? Chắc là chỉ là một bạn thôi. Thế cho cô hỏi nhá, là từ ngày con đi học lớp 1 đến giờ là con bị đánh bao nhiêu lần? Chỉ là 3 lần thôi. 3 lần. Lần thứ nhất cô đánh như thế nào? Lần thứ nhất cô đánh như thế nào? Con đừng có bóp tay không nó đau. Con có nhớ không? Con nhớ lần nào? Thế lần thứ hai cô đánh con như thế nào? Con thử nhớ lại đi, trí nhớ mình rất tốt mà đúng không? Con thử nhớ lại, con hình dung lại xem cô đánh như thế nào. Con miêu tả con xem nào. Con nhớ không? Bây giờ cái tay này của con có đau không? Em thì tắt lại em thì đến một tiếng. Nó tắt cái tivi đi. Bây giờ tay này của con có đau không? Thế à? Đau như thế nào? À, bây giờ con cầm bút có dễ chịu không? Con bây giờ có thể cầm được bút con lấy không? cái bút ra đây con cầm À cho không xem nào. sao, mình không có lỗi thì các cô sẽ ra để nói chuyện với cô giáo, đúng không? Rõ ràng mình không có lỗi, mình phải trình bày với cô là một bạn bên cạnh nói với con và con quay sang chứ con không nói chuyện, đúng không con? Có phải là như vậy không? Nên là không sao cả, mình khi mà cô như cô chưa hiểu thì mình sẽ chứng minh cho cô thấy rằng là mình không có lỗi, được không con? Đấy, con cứ vô tư, bây giờ con thử nói lại cho cô nghe xem là thế bây giờ con đau như nào? Tay con có thể cầm bút viết được không hay viết nó như nào? Biết được ạ. À vẫn viết được chứ Biết được gì? à? Yeah. Thế con đã lấy nước để con chườm mà hay lấy đá con chườm? Nước. Nước để chườm, con tự chườm mà. À, thế lúc mà cô đánh thì con có khóc không? Con dũng cảm thế à? Đau không khóc hả? Các con là dễ tủi thân nhưng mà các Lúc con cô bị đánh có đau không con? Đau nhiều không? Lúc cô đánh con có đau không? À, con trả lời cô nghe xem nào. Con trả lời cho cô nghe. Hả? Bỏ tay con ra. nói to con Bỏ rõ ràng con nói tay ra, to bỏ là tay ra. con giỏi lắm con nói to rõ ràng rõ ràng nha không sao cả sinh thì sao mà cô quản hết không sao con chờ sống 1 phút nha bạn rất người lớn đấy bé chưa kêu đau cổ tay này bà sắp tay con đau từ ngã
Chị ơi, hôm nay là chị về chị lấy cái đá chị thử chườm cho con tiếp đi, vì em thấy cái chỗ mu này là tím, rất tím. Chắc đánh mạnh này. Có thể ánh đèn này chị nhìn chưa rõ, nhưng mà khi đưa vào cái này chụp là rất tím, tay con rất tím. Làm sao mà đến lớp để các bạn để bảo là bạn đi ra lấy nước lạnh, hay là ra lấy nước lạnh, xả nước lạnh ở ngoài nhà vệ sinh ra là khỏi thâm một tí. Ai bảo bạn nào bảo con? Bạn nào bảo con là lấy nước lạnh để chườm vào tay? Hồng Nhung. À, Hồng Nhung là bạn bảo thế á, chắc là nhà bạn ấy là ấy quen nghiệm sao này. Đây là đau ở đây gì? Ủa, đúng sự chật sò đau thật. Đau mà. Chị về xem em sợ là khéo mà dạng xương ấy. Bởi vì lần trước em bị dạng xương cũng thấy nó xương xong nó tím hết cả lại. Nếu mà chủ quan là tay con sau này là mệt đấy. Tật đấy. Chị phải đi chụp ngay cho con. Đây này, con cứ chờ tay ra. Chị có nhìn thấy nó tím chưa? Mắt chị chắc kém đúng không? Chả nhìn rõ không ấy. À đây, nhìn cái chỗ này. Đây này, từ chỗ này này, chị thấy nó phân đấy. Chị nhìn cái tay bên kia nó khác mà. Chị cứ xòe tay con ra hẳn như này thì sẽ thấy nó sưng lên rất to. Đây này, chị nhìn đây này. Tay sưng tím luôn đây, chị nhìn vào trong chị này nhìn qua, chị nhìn qua cái máy này của em này, nó sẽ mới thấy được là nó tím như thế nào này. Tối chị rồi. Tối chị không nhìn thấy đâu, về mắt cái tầm tuổi bọn em bây giờ cũng đã nhìn nó mờ. Mình nhìn rõ, nhìn nó có sự thâm tím như thế này cơ mà. Nó khác hẳn so với tay này, con đưa tay này cô xem này. Đó. Tay bên này thì không sao, vẫn bình thường như thế này. Con bây giờ ấn tay bên này là rất đau đúng không con? Buốt hả? Bao đau. À. Cô xem ngón cái nó có sưng lên so với ngón kia không? Con xòe cho ngón tay kia của con. Đây là do cô cầm thước quá to. Cô đánh mấy cái hả con? Con nói rõ lên là cô đánh mấy cái? Hai cái hả? Ừ. Rồi, cô hiểu rồi. Thế ở lớp hàng ngày từ hôm khai giảng xong nhá, là các bạn ở lớp con có bạn nào bị đánh không? Ngày hôm nay rồi, còn những ngày trước, từ hôm thứ hai đến giờ có bạn nào bị đánh không? Có. Bạn ngày nào cũng có bạn bị đánh à? Hay như nào, con có thể nói rõ được không? Có nhiều bạn rất là đánh ạ, cũng bị đánh và bị phạt lên bảng ạ. À, bị phạt lên bảng. Thế như cô vừa thấy mẹ nói là có lần con kể với mẹ là con bị vả vào miệng à? Con bị cô đánh vào mặt à? Như nào, cô đánh như nào? Không biết tại sao cô lại đánh, cô lại vả vào mặt con? Cái mồm cô vả vào đâu? Vả vào mồm mà vả đâu? Cái mồm nói chuyện thì cô vả vào mồm gì? Chắc con nói chuyện riêng trong lớp gì, cô nhắc con không nghe đúng không? Không phải ạ. Thế lý do gì? Sao cô lại vả vào mồm? Lý do gì mà cô lại đánh con vào mồm?